Đã gần một năm kể từ khi Apple công bố con chip tùy chỉnh đầu tiên dành cho máy Mac M1 dựa trên ARM. Như chúng ta đã thấy trong bài đánh giá về MacBook Air, MacBook Pro mới nhất và iMac đầy màu sắc, M1 là một điều kỳ diệu chứng tỏ nó vừa nhanh hơn bộ vi xử lý X86 của Intel và AMD, vừa tiêu thụ ít năng lượng hơn. Bây giờ, trong một động thái tiếp theo, Apple đang thực hiện một cách tiếp cận hai hướng với M1 Pro và M1 Max, hai con chip làm nền tảng cho MacBook Pro 14 và 16 inch mới của công ty. Cả hai con chip đều có bộ vi xử lý 10x5 nanomet, bao gồm 8 lõi hiệu suất cao và 2 đơn vị hiệu suất cao. Điều tách biệt chúng là khả năng GPU và bộ nhớ. M1 Pro có GPU 16 lõi, trong khi Max có tối đa 32 lõi đồ họa. Để so sánh, M1 năm ngoái là chip 8 lõi tối đa với 8 lõi GPU. M1 Pro đi kèm với RAM lên đến 32GB với băng thông 200GB trên dây, trong khi M1 Max tăng gấp đôi cả hai con số đó, hỗ trợ RAM lên đến 64GB. Dựa trên các thông số kỹ thuật này, người dùng thành thạo sẽ thấy nâng cấp hiệu suất lớn hơn nhiều bằng cách sử dụng MacBook Pro. MacBook Pro 13 inch được trang bị M1 năm ngoái không nhanh hơn nhiều so với M1 Air Pro, về cơ bản đã thêm một quạt để có khối lượng công việc bền vững hơn. Trong khi E không có quạt một cách thần kỳ, đó là một tình huống kỳ lạ đối với Apple, nó vừa là minh chứng cho sức mạnh của Silicon Apple, vừa là dấu hiệu cho thấy công ty cần dành nhiều thời gian hơn cho những cỗ máy mạnh mẽ của mình. Cho rằng MacBook Pro 16 inch thực tế đã bị lãng quên trong năm qua, thì M1 Pro và M1 Max chính là thứ mà các chuyên gia sáng tạo đang chờ đợi. Và đó là trước khi bạn nhận được tất cả các bản cập nhật khác sắp có trên máy tính xách tay mới, nhiều cổng hơn, một khe cắm thẻ SD. Apple cho biết các con chip này cung cấp hiệu suất nhanh hơn gấp 1,7 lần so với các chip PC 8 nhân cạnh tranh. Điều này khiến chúng trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với những người làm công việc kết xuất video và 3D hạng nặng. Bạn có thể phát 7 luồng video 8K trên MacBook Pro mới của mình. Apple đã quảng cáo rất nhiều về khả năng sáng tạo của MacBook Pro được thiết kế lại trong sự kiện Unleashed, và họ đang cập nhật phần mềm chỉnh sửa phương tiện hàng đầu của mình để tận dụng tối đa phần cứng được cải tiến. Công ty đã phát hành các phiên bản mới của Final Cut Pro 10.6 và Logic Pro 10.7 tận dụng tối đa M1 Pro và M1 Max, đặc biệt là trong xử lý video và học máy. Các chỉnh sửa FCP có thể phát tới 7 luồng 8K Pro cùng một lúc và suất ở định dạng nhanh hơn gấp 5 lần, không có nghĩa là kỳ công đối với một máy tính xách tay, như Apple đã chỉ ra. Bạn thậm chí có thể quay cảnh HDR 8K cấp màu chỉ bằng màn hình tích hợp của MacBook Pro. Ngoài ra còn có một trình theo dõi đối tượng mới mà bạn có thể sử dụng để liên kết các hiệu ứng động với khuôn mặt và đối tượng. Bạn cũng có thể dễ dàng chỉnh sửa video chế độ điện ảnh từ dòng iPhone 13. Chuyển động hiện hiển thị các hiệu ứng hình ảnh hoạt động nhanh hơn gấp 2 lần và có thể phát 2 luồng video 8K với tốc độ khung hình gấp 5 lần tốc độ khung hình trước đó. Trong khi đó, máy nén chuyển mã video SEVC nhanh gấp đôi và Pro nhanh gấp 10 lần. Và nếu bạn sống trong thế giới của Canon, lần đầu tiên bạn có thể chuyển mã video Cinema RAW lại sang các định dạng khác. Thậm chí còn có một tính năng thư mục xem sẽ tự động mã hóa nội dung khi nó đến một thư mục nhất định, hữu ích cho việc hợp lý hóa quy trình làm việc, đặc biệt là giữa các nhóm. Trong khi đó, bản cập nhật Logic Pro tập trung vào việc tạo âm thanh không gian, tất nhiên là phù hợp với AirPods mới. Các chỉnh trộn, panner và plugin mới cho phép bạn tạo các bản nhạc Dolby Atmos, và MacBook Pro mới có thể sử dụng hiệu suất bổ sung của chúng để tạo các bản trộn đặc biệt nâng cao.
Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy sự hấp dẫn, ít nhất là đối với FCP. Bạn có thể nhanh chóng xoay quanh các dự án video nhất định chỉ bằng MacBook Pro của mình, ngay cả khi bạn đang làm việc chủ yếu với cảnh quay 8K. Chia sẻ hữu ích nhé!